Xin chào các bạn, mình là Kim Anh. Và như các bạn biết rồi đấy, công việc diễn viên thì thường xuyên phải đi quay xa, nhất là đến những cái tỉnh này hoặc là những vùng sâu, vùng xa. Và có một điều chắc hẳn tất cả các bạn đều bỏ qua, nhưng mà đó là một cái điều rất là quan trọng, đó chính là việc vệ sinh đường kính. Trong cái thời gian mà anh đi quay xa thì mình cũng do về cái điều kiện về sinh hoạt nó không được đầy đủ, rồi nước thì nó cũng không được đảm bảo, nên là bản thân anh cái thời gian đó đã bị những cái vấn đề liên quan đến vùng kính. Rất may mắn là trong những lúc như vậy thì anh đã sở hữu cho mình một bí kíp riêng, và sau khi mà về đến Hà Nội thì anh phải lập tức xử lý ngay, và hiệu quả thì rất là tuyệt vời, chỉ sau 3 ngày thì đã hết liền ngay tức khắc. Đã có rất nhiều các bạn inbox hỏi anh, và ngày hôm nay thì anh có thời gian và anh đã ngồi đây để chia sẻ với các bạn về cách bảo vệ cô bé, phòng ngừa bệnh và giúp hồi sinh cho cô bé. Và đây không làm mất thời gian của các bạn nữa, đây chính là bảo bối mà anh đã nhắc đến lúc nãy, đó chính là dung dịch vệ sinh Evamos. Anh sẽ cho mọi người xem kỹ ở bên trong nhé. Đây, với thiết kế của cái chai này vô cùng là đẹp đúng không ạ? Anh đã sử dụng em dung dịch vệ sinh Evamos được một thời gian rồi, và từ khi mà sử dụng em Evamos thì mình không có những cái biểu hiện của các vấn đề về bệnh phụ khoa. Nhưng mà như anh nói đấy đó, khi mà đi quay xa thì lúc mà quên cầm theo là anh biết chắc chắn rằng có vấn đề, và y như rằng như tiên đoán của anh, nhưng mà anh cũng không lo lắng lắm, tại vì khi về đến nhà thì mình đã sử dụng em Evamos này và nó có hiệu quả cực kỳ nhanh, là chỉ sau 3 ngày thì những cái dấu hiệu đó đã hoàn toàn biến mất. Em vệ sinh Evamos này thì được chiết xuất từ những cái nguyên liệu tự nhiên như là vitamin này, nha đam, lông não, và đặc biệt là được chiết xuất từ lá xoài nano bạc. Nó giúp cho khử mùi hôi rất là tốt. Ngoài cái việc khử mùi hôi ra thì dung dịch Evamos còn diệt vi khuẩn, giữ vệ sinh và giúp khô thoáng 24 giờ. Ngoài ra thì nó còn có một cái công dụng nữa mà anh rất thích, đó chính là phục hồi xe khít cô bé. Còn một công dụng cực kỳ đặc biệt của em Evamos này, đó chính là phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm nấm ngứa một cách rất là nhanh và hiệu quả. Evamos có một mùi thơm rất là dễ chịu và là một cái mùi mà anh rất là thích. Và còn cái cách hướng dẫn sử dụng thì nó cũng như những loại vệ sinh dung dịch khác, đó chính là chúng ta chỉ cần cho 1-2 giọt vào tay vì nó cũng rất là đậm đặc rồi. Sau đó chúng ta sẽ xoa nhẹ để tạo bọt, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng vào massage cô bé, và sau đó thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch. Một ngày chúng ta sẽ sử dụng 1-2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Nhỏ của mọi người, đó chính là dung dịch vệ sinh Evamos này được chiết xuất hoàn toàn từ 100% từ những nguyên liệu tự nhiên, nên có thể sử dụng được cho người lớn này, trẻ em trên 6 tháng tuổi và phụ nữ trước và sau sinh. Và có một điều cực kỳ đặc biệt, đó chính là dung dịch vệ sinh Evamos có thể sử dụng được cho cả lớn mài râu nữa đấy. Thật là xịn sò đúng không ạ? Chỉ với 360.000 mà em Evamos này hội tụ được quá nhiều những công dụng hay ho chỉ trong một sản phẩm. Và chị em phụ nữ chúng mình hãy nhớ nhé, phải luôn luôn sạch sẽ, thoáng mát và thơm tho, như vậy thì chúng ta mới có thể tự tin được, có đúng không ạ? Các bạn hãy dùng thử dung dịch vệ sinh Evamos này nhé, đảm bảo với các bạn đã dùng là liền. Và đây là những cái bí kíp của bạn Thanh Oanh muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ, để chúng ta luôn luôn biết cách bảo vệ, chăm sóc, yêu chiều bản thân mình hơn. Và anh mong rằng những cái chia sẻ của anh sẽ giúp ích được cho tất cả những cái bạn mà đang băn khoăn về những cái vấn đề liên quan đến cô bé của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.